Như xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Món bánh tiêu vừa rồi á, Nhi nhận được khá là nhiều phản hồi yêu thích của các cô chú anh chị. Nhi cảm thấy rất là vui và vinh hạnh vì đã chia sẻ đến mọi người được một cái công thức hay. Hôm nay thì em Nhi xin tiếp tục chia sẻ đến cô chú anh chị thêm một món bánh truyền thống nữa, và đó là món bánh quẩy, hay còn được gọi với tên gọi khác á, đó là món bánh giò cháo quẩy. Và cái làm món bánh này thì cũng rất là đơn giản và cũng dễ thành công nữa. Bánh nó tròn xốp, phồng to, bên trong thì gỏng cuộn, ăn thơm béo cực kỳ. Bây giờ thì cô chú anh chị mình cùng vào làm chung với Nhiên luôn nha. Và để làm món bánh quẩy ngày hôm nay thì trước tiên Nhiên sẽ đi hòa tan cái phần bột não trước. Và với công thức này thì Nhiên sử dụng ở đây là 1/3 muỗng cà phê bột khai. Cái phần bột khai này nó là một cái chất tạo xốp. Nó cũng hoạt động tương tự giống như là cái baking powder vậy đó các anh chị. Nó có tác dụng là giúp cho cái bánh của mình nó nở xốp và nó phồng to hơn. Nếu mà cô chú anh chị mình không có cái bột khai này thì mình có thể thay thế giúp Nhiên là khoảng 6g bột nở ha. Và để khử mùi cho cái phần bột khai này thì Nhiên sử dụng thêm ở đây thêm nửa quả chanh nữa. Nếu mà không có chanh thì cô chú anh chị mình có thể thay thế giúp Nhiên là khoảng 2 muỗng canh giấm nha. Lúc này thì Nhiên sẽ quậy lên cho các phần bột khai cái này và chanh của mình nó là tan nha. Sang bên đây thì Nhiên sẽ đi qua chuẩn bị cái phần bột. Và ở đây thì Nhiên sử dụng là 2 muỗng canh đường hay các anh chị. Đường thì cô chú anh chị mình xúc cho nó hơi vuông vuông chút xíu giùm Nhiên ha. Nó khoảng là cỡ 35g. Thêm 1/2 muỗng cà phê muối. Và thêm ở đây là 160ml nước lọc. Nước thì ở đây là Nhiên sử dụng cái nước lọc bình thường ha, nước cái nhiệt độ phòng thôi. Và đây là cái phần bột khai lúc nãy mình hòa tan vào. Các anh chị mình cứ yên tâm, mặc dù là cái phần bột khai này là một cái chất phụ gia, là một cái chất tạo xốp, nhưng mà nó đã được nhà nước cho phép được sử dụng trong thực phẩm. Nếu mà các anh chị mình sử dụng với liều lượng vừa đủ đó thì khi mình làm bánh mình ăn thì sẽ rất là an toàn luôn, không có ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, các anh chị yên tâm ha. Lúc này thì Nhi sẽ khuấy đều lên để cho các nguyên liệu của mình nó thật là tan nha. Các nguyên liệu nó đã tan thì Nhi sẽ cho tiếp vô đây thêm 2 muỗng cà phê dầu ăn nữa. Và Nhi sẽ cho tiếp cái phần bột mì vào. Và bột mì thì Nhi sử dụng ở đây là 300g. Nhi sử dụng ở đây là cái phần bột mì đa dụng số 11 với các anh chị. Lúc này thì Nhi sẽ dùng cái phới dẹp nè, mình trộn lên cho thật là đều nha. Mình trộn lên mà thấy cái phần bột của mình nó không còn nước nữa thì lúc này Nhi sẽ cho tay vào đây mình nhồi ha. Mình sẽ nhồi sơ cái phần bột này trong khoảng thời gian là 1 phút. Với cái phần bột này thì của chú anh chị mình cũng không cần phải nhồi cho nó quá kỹ đâu, mình chỉ cần nhồi cho cái phần bột của mình nó đều như vậy nè, và bột của mình nó mịn như vậy là được rồi. Với cái phần bột này thì Nhiên sẽ để đây và Nhiên ủ nó trong vòng là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đối với món bánh quẩy này thì khi mình chiên thì nó cũng nhanh lắm. Nhưng mà nó chỉ có cái là mình mất thời gian cái khâu ủ bột thôi. Nếu mà các anh chị mình có bằng công chuyện gì đó thì mình cứ để nó ở đây thôi. Rồi mình đi làm công chuyện, mình đi nấu cơm nước ha. Khi nào đủ giờ thì mình sẽ quay lại rồi mình nhồi nó tiếp thôi. Rồi bây giờ thì Nhiên sẽ dùng cái khăn ẩm nè, rồi Nhiên đậy nó lại. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể dùng cái màng wrap hoặc bọc thực phẩm mình bao nó lại cũng được nha. Phần bột đã được nghỉ xong thì lúc này Nhiên sẽ cho nó qua bàn ha. Và để cho bột của mình nó đỡ dính tay thì cô chú anh chị có thể thoa vào tay một chút xíu vô ăn, và thoa bàn một chút xíu vô ăn để đọc nó đỡ dính hơn ha. Lúc này thì mình sẽ dùng tay mình nhắn cho cái phần bột khí của mình nó xẹp xuống ha. Lúc này thì cô chú anh chị mình chỉ cần mình gấp bột để làm ba như thế này giúp Nhiên thôi, mình đừng có nhồi bột nha. Mình sẽ gấp theo chiều ngang và chiều dọc. Mình gấp một lần như thế này thôi. Lúc này thì cô chú anh chị mình dàn cái bột này ra.
ăn cho miếng bột nó hơi hơi gọng ra, rồi cô chú anh chị mình cuốn phần bột của mình lại. Gom gom hai đầu lại ha. À, như vậy là xong rồi. À, lúc này thì cô chú anh chị mình dùng một cái bọc là một cái màng bọc thực phẩm giống viên nè. Mình bao, mình gói nó lại. Mình quấn giống như là lòng bánh tét vậy đó các anh chị. Với cái phần bột này thì sẽ ủ tiếp nó thêm khoảng là cỡ 3 tiếng đồng hồ nữa. À, nếu mà cô chú anh chị mình chưa có chiên liền á, thì cô chú anh chị mình có thể cắt bột này vào trong ngăn mát tủ lạnh. À, mình để cho bột qua đêm. Rồi sáng thì mình có thể mình đem ra rồi mình chiên cũng được. À, nhưng thì nhưng để bên ngoài như vậy nè, để cho cái bột của mình nó lên men cũng được tốt hơn. Bột sau khi đã ủ thêm khoảng 3 tiếng rồi các anh chị. Rồi bây giờ thì Nhiên sẽ lấy cái bằng bột này ra rồi mình cán nha các anh chị ha. Cô chú anh chị có thể gãi lên cái mặt bàn một chút xíu bột khô ha. Để khi mình cán á, nhồi nó dễ hàng ha. Chị mình ăn cho nó hơi dẹp dẹp một xíu. Các anh chị mình cán sao cho mà cái phần bột của mình á, à, nó có độ dày nó như thế này nè các anh chị. Đây, nó không có quá dày mà cũng không có quá mỏng ha. À, độ dày á, thì nó khoảng là cỡ 0.5 cm á. Cán bột xong á, thì lúc này Nhi sẽ đi cắt cái phần bột luôn. À, mình sẽ cắt giúp em á, thành những cái đoạn ngắn ngắn như thế này nè. Và mỗi đoạn như thế này á, thì nó dài khoảng là 2 cm đó. Tiếp tục á, thì cô chú anh chị mình nhúng một cái đũa vào nước lọc. À, sau đó thì mình sẽ quét vào ở giữa miếng bột. Mình sẽ quét xen kẽ, một miếng quét và một miếng không quét ha. Quét xong hết á, thì mình sẽ lấy một cái miếng bột ở bên cạnh, à, miếng bột mà mình không có quét nước đó. Rồi mình sẽ úp ngược lên phía trên cái miếng bột mình đã quét nước. Đây, mình úp lên cho nó mặt đối mặt như vậy nè. À, để cho cái hai miếng bột của mình nó dính lại với nhau đó. Đây, cũng dễ lắm các anh chị. Rồi, các anh chị mình chuẩn bị thêm giúp Duyên một cây đũa khác nè. Mình thoa vào cây đũa một chút xíu bột khô. Sau đó thì mình sẽ ấn ở giữa hai miếng bột. Này, mình ấn nhẹ thôi. Và mình ấn để cho bột của mình nó dính chặt lại đó. Và cứ tương tự như vậy thì cô chú anh chị mình làm cho nó hết giùm Duyên nha. Bên này thì các anh chị mình bắt sẵn giúp Nhiên một cái chảo dầu. À, mình thử thì thấy dầu nó bắt đầu nó xoay quanh đũa như vậy nè. À, hoặc là các anh chị mình có thể thử dầu ha. À, bằng cái cách mình có thể mình cho vào đây một chút xíu bột nè. Khi thả vào thì bột nó chìm xuống. À, trong vòng khoảng là 3 giây á, thấy bột nó nổi lên như vậy nè. Đây, như vậy là được rồi đó. Cái dầu của mình nó nóng rồi nè. Lúc này thì sẽ cho bánh vào. Mình nắm ở hai đầu miếng bột á, mình kéo nhẹ cho miếng bột của mình nó giãn ra gấp đôi. À, lúc này thì Nhi sẽ chiên ở mức lửa trung bình. Và trong lúc chiên thì cô chú anh chị mình nhớ mình giữ lửa ở mức ổn định ha. À, mình đừng có tăng lửa lên cao hay là mình đừng có giảm lửa xuống đột ngột quá. À, tại vì nếu mà mình chiên lửa lớn quá thì cái bánh của mình nó rất là dễ bị cháy luôn. Còn cái bánh của mình chiên lửa nhỏ quá thì nó rất là dễ bị chai cứng á. Này, bánh lúc này nó bắt đầu nó nổi lên lại rồi. Đây, mình sẽ chở đều liên tục ha. À, để cho bánh của mình nó được nở căng và nó phồng lên đó. Chảo lúc này của Nhiên nó vẫn còn hơi chóng nè. À, cho nên Nhiên sẽ chiên thêm một cái nữa. À, nếu mà các anh chị mình chiên không kịp thì mình có thể để một cái không, mình chiên một lần một cái cũng được ha. Và cứ tương tự như vậy thì cô chú anh chị mình chiên cho nó hết cái phần bột này giùm Nhiên ha.
Bánh thì Nhi cũng đã chiên xong hết rồi nè các anh chị. Đây, cái bánh nó nở căng phồng lên, nhìn rất là đẹp luôn. Bánh này nãy giờ Nhi chiên xong, Nhi để bên ngoài cũng được khoảng hơn 30 phút rồi. Lớp vỏ bánh bên ngoài khá là giòn luôn nè. Đây, bây giờ để Nhi cắt ra cho cô chú anh chị mình xem thử nha. Khi mà cắt vào bên trong thì cái phần ruột bánh nó rất là mềm và cũng rất là xốp luôn. Bánh gỏng ruột luôn nè, nhìn rất là ngon. Với món bánh quẩy này thì cô chú anh chị mình có thể ăn kèm cùng với các món như là cháo, bún, phở hay là bò kho đó, cũng rất là béo và rất là ngon. Mặc dù món bánh quẩy này mình làm từ bột khay nhưng mà khi mà ăn vào thì Nhi cảm nhận là nó không có một tí mùi khai nào cả. Mà ngược lại thì cái bánh của mình nó rất là thơm luôn và rất là béo nữa. Với cái làm này của Nhi thì cũng khá là đơn giản và cũng dễ thành công nữa. Nếu mà cô chú anh chị mình có dịp thì mình làm thử theo cái cách làm này của Nhi ha. Đến đây thì Nhi cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.